Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ và hầu hết các chuyên gia y tế nước này khuyến cáo rộng rãi rằng tất cả người đủ điều kiện nên tiêm vaccine dù từng bị nhiễm virus hay chưa. Lý do được đưa ra là các nghiên cứu chưa xác định được khả năng miễn dịch tự nhiên có thể kéo dài bao lâu sau khi nhiễm và hồi phục. Đồng thời, những nghiên cứu gần đây của Mỹ chỉ ra tiêm chủng mang lại khả năng bảo vệ cao hơn so với việc từng mắc bệnh. Nếu bạn nhìn vào những kết quả nghiên cứu sơ bộ, những người từng nhiễm và hồi phục có phản ứng với virus không giống nhau. Một số có phản ứng rất mạnh mẽ, nhưng một số khác hầu như không có kháng thể trung hòa và rất dễ bị tái nhiễm vì rất khó xác định mức độ miễn dịch tự nhiên của từng người. Điều tốt nhất nên làm là tiêm chủng cho cả những người từng mắc COVID-19. Còn theo tờ Times of Israel, Bộ Y tế Israel sẽ yêu cầu những bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục tiêm một liều vaccine duy nhất để đủ điều kiện nhận thẻ xanh. Quy định mới có nghĩa là khoảng 1,2 triệu người Israel đã được chẩn đoán mắc COVID-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu tại nước này, cùng với những người có xét nghiệm huyết thanh dương tính cho thấy kháng thể cao sẽ buộc phải tiêm ít nhất một mũi vaccine để đủ điều kiện nhận thẻ xanh. Như vậy là theo giới chuyên gia thì tiêm chủng vẫn nên là lựa chọn hàng đầu để đạt miễn dịch, bởi biện pháp này dễ thực hiện, có thể đảm bảo được khả năng bảo vệ và đáng tin cậy.